Hương Ngân của danh ca Hương Lan, Mỗi Lần Giang Dở Nhưng Hạnh Phúc Về Sau. Hương Lan là danh ca nổi tiếng của dòng nhạc vàng, nhạc cổ truyền và cải lương. Nữ danh ca nổi tiếng qua nhiều ca khúc đình đám như Chiếc Áo Bà Ba, Em Đi Trên Cỏ Non, Điều Buồn Phương Nam. Bà từng có cuộc hôn nhân đứt cánh giữa đường với nghệ sĩ Chỉ Tâm, nhưng hiện rất viên mãn bên người chồng sau. Danh ca Hương Lan kết hôn cùng nghệ sĩ Chỉ Tâm vào năm 1975 khi bà chỉ mới 19 tuổi. Ở thời điểm đó, cả hai đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Sài Gòn. Sau 2 năm chung sống, cặp đôi chào đón cậu con trai Henry Bảo Nhi ra đời. Đến năm 1978, Hương Lan Chỉ Tâm cùng con trai sang Pháp theo diện bảo lãnh. Cùng năm đó, cả hai tiếp tục sinh thêm con trai thứ hai là Patrick Bảo Trang. Tuy nổi tiếng ở Việt Nam nhưng khi sang Pháp, vợ chồng Hương Lan phải làm nhiều nghề, vất vả kiếm sống, áp lực về tiền bạc, vật chất khiến cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn và sau cùng là quyết định ly hôn. Hai cậu quý tử theo nữ danh ca sang Mỹ học vào năm 1985. Tại xứ cờ hoa, bà lấy lại được sự nghiệp ca hát của mình. Danh ca Hương Lan liên tục gặt hái thành công ở hai lĩnh vực tân nhạc và cổ nhạc tại thị trường hải ngoại. Bên cạnh đó, nữ danh ca và nghệ sĩ Tuấn Vũ còn là cặp song ca đình đám nhất nhì sân khấu hải ngoại của thập niên 80 đến thập niên 90. Năm 1986, khi tham dự tiệc sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, danh ca Hương Lan tình cờ gặp gỡ kỹ sư cơ khí hàng không Đặng Quốc Toàn. Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân vào năm 1988. Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ danh ca vô cùng hạnh phúc. Bà từng tiết lộ rằng ông xã rất hiền lành, khoan dung và có tính hài hước, vui vẻ, đặc biệt là luôn hết lòng, yêu thương gia đình. Cuộc hôn nhân hơn 30 năm viên mãn của danh ca Hương Lan được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Năm 2020, bà và ông xã từng trở về Việt Nam và tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Giọng ca Chiếc Áo Bà Ba chia sẻ trên trang cá nhân về ngày vui của mình. Vợ chồng Hương Lan luôn nhớ những ngày sát cánh cùng cha sang đi thiện nguyện và những vùng xa xôi di chuyển khó khăn, đem lời ca tiếng hát đến với bà con vùng sâu vùng xa. Đó là niềm vui lớn nhất của người nghèo. Bà con có được niềm vui tinh thần mà họ nghĩ là không bao giờ có được. Mỗi lần về Việt Nam, Hương Lan lại mong có được cơ hội đi cùng cha và các ca sĩ thân hữu đi khắp nơi. Nhớ lắm, mong được góp phần công việc thiện nguyện cùng cha, lại nhớ đến hôn phối được tổ chức tại nhà thờ Ba Rồng, chia sẻ cùng với mọi người hình ảnh hạnh phúc và thiêng liêng của buổi lễ. Hiện tại, vợ chồng Hương Lan đang sống trong căn nhà rộng hơn 1.000m² ở bang California, Mỹ. Nữ danh ca dành hẳn 500m² để làm một khu vườn trồng đủ loại rau, trái cây, nuôi gà. Bà cho biết khu vườn do chính tay ông xã thiết kế. Hương Lan chia sẻ trong một đoạn clip, tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam. Ở độ tuổi 65, danh ca Hương Lan vẫn chăm chỉ đi hát và thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh đó, nữ danh ca cũng đã lên chức bà nội. Có thể nói, dù tuổi đã cao nhưng danh ca Hương Lan vẫn được đông đảo khán giả mến mộ bởi vẻ ngoài đằm thắm và giọng hát ngọt ngào. Người hâm mộ cũng rất vui khi nữ danh ca có được hạnh phúc ở tuổi xế chiều.